chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Nga USC. Hôm nay là một ngày đầu của tháng 5 đấy quý vị. Và hoa daffodil của mình nó đang nở ở trong vườn nhà. Cái loại này là cái loại nó có cái nhụy ở giữa màu cam này quý vị. Hôm nay sáng này nó mưa suốt, nó mưa từ sáng đến giờ. Bây giờ là 4-5 giờ chiều rồi, trời nó mới tạnh mưa. Nên mình chạy ra vườn mình quay một tí những cái hình ảnh để chia sẻ với quý vị. Nhờ những cái cơn mưa như vậy mà vườn nhà mình nó xanh mướt luôn quý vị ơi. Cây cỏ như đã quay với quý vị hôm trước và hôm nay là nó lại càng xanh tốt hơn nữa. Thì quý vị xem mấy cái bụi hoa peony nè, hoa mẫu đơn của mình nó lên rất là tốt luôn. Và phía bên phải cái tay của quý vị là mấy cái bụi garden phlox. Còn phía sau là hoa iris đó quý vị, hoa wabash iris. Cái loại mà màu trắng với màu tím mà có mùi thơm đó. Thì hôm nay mình lại quay một cái góc vườn khác của mình để quý vị xem. Là mà nhờ mấy hôm mà trời nắng đó, xong rồi trời mưa xuống nữa, thế là cây cối nó bung lên. Nhiệt độ hôm nay thì cũng được khoảng là 60 mấy độ F đó quý vị, tức là khoảng 10-15 độ C thôi. Cây cối rất là tốt. Mình đi ngang cái chỗ này mình phải quay tí xíu được quý vị xem. Cái này là Tiger Lily đó quý vị. Cái loại lily mà nó màu cam mà nó có chấm 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 đó. Người ta gọi là hoa con cọp đó quý vị, Tiger Lily. Còn đây quý vị thấy nè, đây là sen đá đó quý vị. Gà mẹ và gà con đó quý vị, chicken hen đó. Mà cái loại này á, mình trồng nó, mình để nó cho nó trồng xuống đất luôn. Thì khi mà mùa đông mà nó lạnh đó quý vị, thì nó chuyển qua màu đỏ như thế này đây. Đó, quý vị thấy nó đẻ, nó bò từ từ nguyên cái khu này của mình là toàn là chicken hen hết. Và lẫn vào đó thì mình trồng mấy cái hoa creeping frog đó quý vị. Cái loại frog mà nó bò thì cái này bây giờ nó cũng đang bắt đầu nó ra nụ thôi, cũng chưa có ra hoa. Và quý vị mình thích cái màu đỏ này ghê luôn á, nhìn nó đỏ nhìn nó đẹp ha, nó lặn là đổi cái màu đỏ vậy đó quý vị. Những cái bông hồng nhỏ 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 màu đỏ. Đây là một cái đám creeping frog nữa của mình nè. Mà nó bây giờ nó sáng nó bị mưa quý vị, thì nó nát hết, hoa nó nát hết. Mà năm nay nó cũng chưa có ra được nhiều. Và phía sau này thì quý vị thấy là một số daffodil của mình nó nở nè. Năm nay thì hoa daffodil của mình nó nở lai rai thôi, cũng không có được nhiều cho lắm. Đây là mình có hoa ngọc ánh của quý vị, moonbeam á, nó nở. Phía sau kia thì mình cũng có một bụi daffodil nữa, nó lẫn với lại hoa nho xanh, crepe hyacinth. Còn đây là cái bụi mai Mỹ của mình nè quý vị. Mai Mỹ giờ hoa nó đã tàn hết rồi, bắt đầu nó ra lá rồi. Nó ra lá là hết mùa rồi quý vị ơi. Mai Mỹ forsythia nó chỉ nở vào đầu mùa xuân thôi, sau đó rồi thì nó chỉ có lá mà thôi. Nhưng mà cái lá của nó quý vị thấy nó xanh mướt đẹp hơn. Hoa thì hôm nay nó tàn hết rồi. Nhưng cái khúc này mình có tới 2-3 bụi luôn mà tàn hết rồi. Đây mình cũng có một bụi forsythia nữa nè quý vị. Lớn vậy không? Ra lá hết rồi, hết hoa rồi quý vị ơi. Coi như xong mùa. Bây giờ mùa này là bắt đầu hoa cherry, hoa crab apple. Đây quý vị xem cái đám này của mình là daylily nè. Với lại peony, peony là hoa mẫu đơn đó quý vị. Bên tay trái của quý vị đó có một bụi bự. Ở phía sau kia thì mình cũng có hai bụi nữa, cũng peony, daylily. Cây hoa cherry của mình nè quý vị thì nó cũng bắt đầu nở rồi đây. Quý vị xem nó còn nụ rất là nhiều luôn. Hoa thì nó mới nở
rải rác thôi, chưa có được nhiều. Để mình lấy lại gần, quý vị xem những cái nụ của nó. Đó, quý vị thấy nụ nhiều không? Khắp mọi nơi cả. Cái này thì trời mưa chừng một vài trận nữa, xong rồi nó nắng lên một cái là cái hoa nó bung ra quý vị, là trắng cả cái cây luôn. Nhưng mà ở cái khu vực Minnesota của mình á, ở khu vực này mình không có trồng được cái loại cherry ngọt, cái loại mà cherry đỏ đó, khu vực của mình không có trồng được. Cái loại này thì nó hơi chua. Thì cái này thì mình làm bánh pie á quý vị, là rất là tuyệt luôn. Hoặc là quý vị làm mứt, hoặc là quý vị xay ra mà làm nước uống đó, thì cái loại này là rất là tốt luôn, kêu bằng perfect luôn á. Đã rất tiếc là cái khu vực của mình không có trồng được cái cherry ngọt, cũng là một cái điều đáng tiếc. Nhưng mà do cái đất của khu vực này nó vậy thôi, với cái nhiệt độ của mình nó khá là lạnh. Mùa đông nó có thể xuống tới trừ 20 mấy, trừ 30 độ C. Thì với cái nhiệt độ đó, cái loại cây cherry mà nó ngọt nó không có mọc được quý vị ơi. Tiếc đó là vậy đó. Quý vị thấy hôm nay trời nắng đẹp không? Nhưng mà có gió khá là nhiều nên nó cũng lạnh lạnh mát mát chứ cũng không có thoải mái lắm. Do đó là hôm nay mình sẽ chăm sóc cây cối ở trong nhà chứ mình không có ra ngoài sân, tại gió nhiều lắm quý vị. Quý vị thấy đây là cái cây hoa crab apple nè, nó đã nở bông rất là rực rỡ mà gió, nên là mình cũng đứng ở trong nhà mình lấy ra chứ mình cũng không có ra ngoài. Tại ra ngoài gió thì quý vị sẽ nghe cái tiếng nó ù ù ù đó, nó không có thoải mái. Thành ra là mình đứng ở trong nhà mình quay qua cửa sổ để quý vị xem cái cây crab apple nó ra hoa màu hồng đó quý vị. Bây giờ là đang cái mùa của cái cây này. Cây này trồng nguyên một năm nó chỉ có khoảng 2 tuần, 10 ngày cho tới 2 tuần có hoa vào đầu mùa xuân thôi quý vị. Thì nó có màu trắng, rồi nó có màu hồng nhạt, rồi nó có màu hồng đậm, rồi nó có màu đỏ. Nếu mà mình trồng nhiều đó quý vị, thành nguyên một con đường luôn thì cũng rất là đẹp. Nhưng mà cái loại cây này nó chỉ vậy thôi đó quý vị. Nguyên một năm chỉ để chỉ ra hoa trong vòng khoảng 10 ngày cho đến 2 tuần của đầu tháng giêng, đầu mùa xuân. Ở khu vực mình là bây giờ là tháng 5 đó quý vị, đầu tháng 5. Thì như đã thưa với quý vị thì hôm nay ở ngoài gió khá là nhiều. Mặc dù là nhiệt độ hôm nay nó có thể lên tới gần 70 độ F, tức là khoảng cũng gần được 20 độ C đó quý vị. Nhưng mà gió nó nhiều quá nên là mình sẽ chọn là mình làm việc ở trong nhà. Thì thưa quý vị, hôm nay là như quý vị thấy đây trên màn hình là hoa phong thủy thảo của mình. Ở cửa sổ nó đang nở rất là rộ. Và bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị cái cây này để mình bỏ nó ra ngoài sân. Tại vì khi mà ra ngoài sân mà với cái lượng hoa mà nó nhiều như thế này đó quý vị, thì gió nó sẽ quật thì mấy cái hoa này nó cũng tơi tả hết. Do đó là trước khi mà dọn dẹp cái đám cây hoa geranium phong thủy thảo của mình bỏ ra ngoài sân thì mình sẽ cắt mấy cái hoa này hết quý vị, để mình đem lên nhà mình trưng. Rồi sau đó là mình sẽ làm cái cây cho nó sạch sẽ để mình chuyển ra ngoài sân. Tại vì từ ở trong nhà mà ra ngoài sân đó quý vị, thì cây cối nó phải bị thay đổi cái môi trường khá là nhiều, nên là mình phải chuẩn bị cho nó, chứ nếu không thì nó sẽ chết. Như quý vị thấy ở đây thì cây cối mà mình khi mà trồng ở trong nhà thì nó được bảo vệ đó quý vị. Chẳng hạn như là nó không có gió nè, nó không có mưa. Thành ra quý vị để ý là cái hoa, mặc dù cái hoa nó rất là lớn, nhưng mà cái cọng của nó đó quý vị, cái cọng của nó thì nó mỏng, nó nhỏ như thế này thôi. Nếu mà cũng một cái hoa này mà nếu mà nó mọc ở ngoài trời, nó chịu mưa và chịu nắng ấy, thì cái cọng này của nó phải bự hơn và nó khỏe hơn và nó ngắn hơn nữa quý vị, để nó có thể chịu được gió mưa mà nó không bị gãy. Thành ra những cái hoa mà nó trồng ở trong nhà thì như quý vị thấy đây, cái cành nó rất là mảnh mai, cái cành nó mảnh mai lắm luôn, mặc dù cái hoa thì rất là lớn. Và cũng như quý vị để ý là khi mình trồng ở trong cửa sổ trong nhà đó, thì cái lá cây này nè, nó không hấp thụ được nhiều ánh nắng như là nó ở ngoài trời,
nên là cái lá nó cũng mỏng luôn quý vị. Đây quý vị xem, nó rất là mỏng. Và cái lá này ấy, mà khi mà đem ra ngoài ngoài trời đó, với cái nắng và cái mưa thì nó sẽ bị gãy hoặc là nó sẽ bị héo. Thành ra đó là lý do mình phải chuyển nó ra sớm, khi mà nó để cho nó có thời gian, để cho những cái cây này nó thích hợp với cái điều kiện sống ở bên ngoài, thì sau đó nó mới có đủ khỏe để cho mình hoa. Chứ còn nếu mà mình mà chuyển ra ngoài trễ quá thì cái thời gian mà cho cái cây nó điều chỉnh cho thích hợp với khí hậu bên ngoài nó không có kịp á, thì cái cây của mình nó sẽ bị đuối, nó bị yếu và dẫn đến là nó sẽ không có nhiều hoa. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với quý vị cái cách mình làm để cho cái cây của mình khi mà mình bỏ ra ngoài nó sẽ có nhiều hoa. Thì thưa quý vị, như đã thưa với quý vị á, thì cái bước đầu tiên mà mình sẽ làm á, là những cái hoa nó như thế này nè quý vị. Quý vị thấy nó nhiều hoa lắm mà nó nặng đến nỗi mà nó trĩu cành xuống. Đó, quý vị thấy cái thân nó dài như thế này nè. Thì bây giờ đầu tiên á, là mình những cái chùm hoa như thế này thì mình sẽ bẻ quý vị. Đây quý vị thấy cái gốc nó đây nè. Đó, quý vị thấy một cái hoa nó dài như thế này. Đây. Đó, và cái thân nó thì nó yếu như thế này. Thì giờ là mình sẽ bẻ tới tận cái gốc của nó. Và cái hoa này thì mình sẽ để mình trưng trong nhà quý vị. Tại cái này mà đem ra ngoài trời đó, mưa gió nó dập thì nó cũng rụng hết, nó cũng phí đi. Thành ra là mình sẽ bứt, và mình ở đây mình có chuẩn bị sẵn một cái bình nước. Thành ra mình sẽ cắm nó vào đây để mình chơi trong nhà. Đó, thì bây giờ mình tiếp tục mình làm hết cho tất cả những cái hoa mà mình nó đã có ở đây. Như quý vị thấy cái hoa này nó còn nụ nè, nhưng mà cái nụ này đem ra ngoài nó cũng không có nở được nên là mình cũng bẻ luôn. Đây quý vị xem, mình bẻ nè, mình bẻ tận gốc của nó, mình cắm vào cái bình hoa của mình, cái bình mà mình đã để nước rồi á, bỏ vô. Và bây giờ mình làm cho cái cây này ha, cây nữa nè. Cây như mình bẻ hết. Cây này là cây hoa phong lưỡi thảo mà nó màu hồng đó quý vị. Tất cả các hoa của nó màu hồng hết. Đó, mình sẽ bẻ hết. Đây nữa, cái chậu này thì nó có một cái cây là màu hồng tía thì mình cũng bẻ. Đó, cái bông của nó nè, cắm vào đây. Đó, bên này nó là màu đỏ này quý vị. Đó, quý vị xem cái bông nó như thế này, nó còn nụ như mình cũng bẻ hết. Và thưa quý vị, tất cả cái đám này mình cũng sẽ bẻ hết. Bây giờ mình cứ bẻ từ từ ha, mình cứ bẻ những cái nào nó gần mình nhất thì mình bẻ trước. Cái hoa mà nó đã nở một số rồi quý vị nè, nó nở một số rồi, nó cũng héo nhiều, thì cái này chắc là mình bỏ, tại vì nó cũng chỉ đây nó chỉ còn có 3 hoa thôi, còn đa số là nó héo hết trơn rồi. Thì cái loại này thì mình sẽ vứt đi, mình không dùng, tại chân nó cũng chẳng được bao lâu nữa thì nó cũng héo nên mình bỏ. Tại như cái này cũng vậy nè quý vị, cái hoa này nó nở hết rồi, còn có 2 hoa thì mình cũng bỏ. Đó, thì cái này, cái cành này rất là yếu, nó chỉ được có 3 hoa thôi. Thì thưa quý vị, đây là một cái chậu geranium. Đây quý vị xem, lá nó thì rất là tốt, nó mượt luôn, nhưng mà hoa thì khá là yếu. Do đó là mình sẽ bứt hết cái hoa đi. Đây nó còn đây 2-3 cái hoa nữa nè, thì cái này mình cũng sẽ bứt nó đi luôn. Đây cái hoa nữa nè, mình mò cho tới tận cái chân của nó quý vị nha. Đây nè, cái cách mình làm là mình mò xuống tận cái chân, mình bẻ bẻ tận cái chân nó luôn nha. Đó, mình bẻ nó lên nó như vậy nè quý vị.
Nó ba tầng và nó có nhiêu đây hoa nè. Thì bây giờ mình cứ lấy vậy mình xài thôi, mình cắm mình chơi quý vị. Đây nó còn nữa nè, nó còn này mình cũng bẻ tận cái gốc nó luôn. Cái chậu này ấy, coi như là mình trồng hai loại, một loại màu hồng và một loại màu hồng tía, nên nó mọc lẫn vào với nhau. Đây, quý vị xem đó, nó là hai loại nó như thế này. Thì mình bứt hết thôi. Ở trên cái cây này nó còn có một cái cành này quý vị nè, nó còn nụ à. Thì cái này quý vị thấy không, cái thân nó yếu như thế này nè, nó mỏng ten à. Thì ra ngoài gió nó cũng gãy thôi, nên mình bẻ trước cho nó. Nó có như thế này thôi quý vị. Rồi, còn lại nó còn một số cái nụ nó chưa có nở, chẳng hạn như cái này chẳng hạn. Tuy là nó chưa nở nhưng mình cũng bứt nó luôn, tại mình biết là khi mà ra ngoài kia gió giật thì nó cũng bể thôi, nó cũng gãy thôi, mà cái nụ này nó cũng sẽ không lớn được. Thành ra mình tốt nhất là mình dẹp nó đi từ bây giờ luôn. Như đây cũng vậy, nó có cái nụ này. Mình muốn là khi mà nó ra cái nụ mới thì cái nụ nó phải cứng cáp đủ để nó chịu được cái nắng và cái gió ở ngoài trời. Đó. Thì đây thưa quý vị là cái cây của nó đây nè, một cái chậu của nó. Mình đã bứt hết những cái hoa nó nở ra rồi. Và sau đó cái kế tới là mình sẽ dọn dẹp cho nó nha. Như quý vị thấy đây là những cái lá mà nó bị vàng, nó héo, nó úa đó, thì mình cũng sẽ bẻ hết đi cho nó. Đó, quý vị xem mấy cái lá này nè, mình sẽ bẻ hết để mình mang găng tay vô mình làm nha. Chứ thôi là nó dính mấy cái nhựa cây á quý vị, dính vô ngón tay á là rửa nó không ra luôn á. Nên quý vị đợi xíu mình mang găng tay vô mình làm nha. Thì đây thưa quý vị, đây là cái phía sau của nó đó, thì cho tất cả những lá vàng này mình sẽ bẻ hết. Đó, mình sẽ bẻ hết, mình dục hết những cái lá vàng, lá héo, lá úa cho nó. Mình sẽ xoay hết xung quanh cái chậu và mình kiếm những cái lá vàng lá héo, mình bẻ hết đi cho nó. Đó. Quý vị để ý là tất cả các lá nó đều xoay về cái hướng này, tại vì cái hướng này là cái hướng cửa sổ của mình đó, nên nó quay hết ở đây. Nhưng mà không sao, tại khi mà mình bỏ nó ra ngoài trời ấy, thì nó khi mà nó có nắng ở chung quanh nó đầy đủ hết thì cái cây nó sẽ tính thẳng lên, chứ nó không có xoay hẳn về một phía như thế này. Tại mình trồng ở trong nhà nó có một cái phía cửa sổ thôi, thành ra là nó quay hết về đó để nó lấy ánh nắng. Thì cái này thì khi mà mình cho ra ngoài trời thì tự động nó sẽ điều chỉnh, nên cái đó thì mình không lo. Đó, thì thưa quý vị, đây là cái cây mà mình sau khi mình nhặt hết những cái lá héo, lá úa cho nó rồi, và nhặt luôn cả bông cho nó luôn. Thì thưa quý vị thấy ở đây mình có như vậy, là để nhìn xuống đây để quý vị thấy là mình có được khoảng là ba gốc nó mà có trong cái chậu này. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ lấy đất, mình sẽ để đất thêm cho nó một chút đất mới quý vị. Rồi sau đó là mình cho nó một tí nước và mình bắt đầu mình để ra ngoài sân. Thì khi mình để ra ngoài sân á, thì mình cũng để ở cái chỗ mà nó không có gió nhiều quá, và nó cũng có nắng nhưng mà không có nắng nhiều quá, tại vì nó đang ở trong cái môi trường được bảo vệ quý vị. Thì nếu mà mình bỏ ra ngoài mà với cái môi trường mà nó phải chống chọi với nhiều thứ quá thì cái cây này nó cũng chịu không nổi, thì nó cũng sẽ gãy. Do đó là đây là xong một cây rồi đó quý vị. Bây giờ quý vị nhìn thấy giờ cái cây nó như thế này đây, nó chỉ còn lá thôi, hoa là mình nhặt hết rồi, và những cái lá héo này mình cũng nhặt hết luôn. Thì đây là một trong những cái cây mà mình làm cho ngày hôm nay. Phía bên đây mình còn khoảng một chục cây nữa quý vị nè, ở đây nè,
Thành ra cái đám này mình sẽ cũng làm giống y hệt như vậy. Thì bây giờ mình bắt tay vào mình làm ha. Thì thưa quý vị, sau khoảng một tiếng đồng hồ dọn dẹp cho cái đám cây hoa phong nữ thảo của mình, thì quý vị đã thấy nó như thế này đây. Tức là mình đã bứt hết tất cả những cái hoa đang nở cũng như là những cái nụ, và làm sạch hết những cái lá héo, lá khô cho nó. Thì thưa quý vị, tất cả đây là mình có 12 chậu đó quý vị. Những cái chậu coi như là xong xuôi hết rồi. Bây giờ là mấy cái chậu này là nó sẵn sàng để mình tưới nước. Nếu chậu nào mà thiếu đất thì mình cho thêm một chút đất. Nhưng mà thấy đa số những cái chậu ở đây thì đất nó ok hết. Nên có lẽ là mình sẽ không có phải cho thêm đất, mà mình chỉ có phải tưới cho nó một tí nước nữa thôi. Thì mình có thể bỏ nó ra ngoài sân. Thì như đã thưa với quý vị thì mình sẽ bỏ nó vào những cái chỗ mà nó kín gió một chút xíu và không có nắng nhiều, để cho nó có thời gian để nó quen với lại cái không gian ở bên ngoài với gió và nắng, cũng như là những cái khí hậu nó thay đổi nhiều hơn là so với khí hậu ở trong nhà. Thì thưa quý vị, đây là cái đám rác mà mình vừa mới dọn dẹp đây. Đó, quý vị thấy những cái lá vàng, lá khô là mình, lá héo là mình đã nghĩa là quật hết cho nó. Và đây là những cái đám hoa. Cái đám hoa mà nó cũng như là nó tàn, thưa quý vị. Nó không có được tươi mấy á, thì mình cũng không cắt để bỏ vào cắm vào trong bình làm chi. Nên là cái này là mình sẽ dục. Đó, đây là cái đám hoa tàn nè quý vị. Nhìn nó cũng đẹp quá ha. Và đây là một cái, những cái đám nụ mà mình để riêng cho nó nè. Đó, đây là những cái nụ. Thì mình cũng không có cho nó nuôi nụ luôn. Cái nhà mình bỏ hết những cái nụ này để cho nó ra nụ mới. Thì những cái nụ mới nó sẽ cứng cáp hơn và nó sẽ chịu được với cái nắng, cái gió ở bên ngoài. Và thưa quý vị, đây là hai cái chậu hoa mà mình cắt được từ 12 cái chậu mình có. Nó rất là nhiều luôn quý vị. Hình năm mà mình thì cũng không thể nào mà cắm nhiều hơn hai bình được. Tại vì nhà cái bàn cũng không có chỗ để mà để. Thành ra đây là một chậu nè. Cái bình này thì là cái bình tròn thôi. Cái bình nhỏ và tròn. Và quý vị thấy không, để hoa nghĩa là nó chảy đầy ngạt hết luôn. Là mình cứ cắt mình cắm vô thôi, đủ thứ màu hết, cho nó tùy hỷ. Cái này, hoa này là hoa dư quá rồi đó quý vị. Không có cần phải chọn lựa gì hết, nghĩa là cứ là cắm vào thôi. Và bên này nữa, mình có cái chậu thứ hai. Cái chậu này thì với những cái hoa mà cái cành nó hơi cao đó, thì mình cắm vô cái chậu này. Đây quý vị thấy cái chậu này thì nó cao hơn một chút xíu, nó hình vuông. Đó, cái chậu nó đây, mình cũng cắm hết nó vào. Những cái cành hoa mà nó hơi dài dài đó quý vị, thì mình cho vào cái cành này. Thì cũng là hoa hồng, màu cam, màu hồng tía và màu đỏ. Tất cả mình chơi vô một chậu luôn. Thì đây thưa quý vị là hai cái chậu hoa mà mình cắt được từ cái 12 cái chậu geranium của mình. Và coi như cái này là mình sẽ có hai cái chậu hoa này mình trưng. Đó, chia sẻ với quý vị cái đám hoa mà mình gặt hái ngày hôm nay. Cái này, cái hoa này mà nếu mà mình chăm sóc cho nó cẩn thận một chút xíu thì cũng có thể thay nước cho nó. Thì cái này nó cũng thể tươi được vài ngày cho tới một tuần đó quý vị. Là hai cái bình hoa này. Thì thưa quý vị, hôm nay thì cũng chia sẻ với quý vị cái cách mình dọn những cái cây hoa phong nữ thảo từ trong nhà trước khi mình đem ra ngoài, để cho nó quen với cái khí hậu nắng gió ở bên ngoài. Thì bây giờ mình bắt đầu mình khiêng nó ra ngoài. Thì mình cũng xin phép quý vị mình dừng cái video này ở đây. Cuối cái video thì mình cũng xin chúc quý vị thật là nhiều sức khỏe và một ngày thật là nhiều may mắn nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong cái video kế. Xin chào quý vị và các bạn.